Rồi xin chào tất cả anh em nha. Anh em lên cho anh em mình xem con động cơ ha. Yamaha ba tên nồi 86 ha, cái kim. Máy ngoại hình nó rất đẹp luôn nha anh em. Hai bơm. Đây đóng lắp 86 ha. Đây là tích gan nha anh em. Đây, ba tên là 86 nè. Ở hai bơm anh em nào mà chạy mấy cày giờ thì bắt vô, nó có một bơm ben với một bơm lái ha. Nhưng mà ba tên là 86 nè. Đây 37 PS ha, 3000 tua, maximum là 3250. Bé kim tắt điện luôn ha. Máy là đen thui hết. Rồi cho nổ đi. Con này bên em đang bán với giá là 28 triệu ha. Anh em nào mà ưng thì alo em nha, qua số điện thoại 0373 453 63 nha anh em, và 0972 542 22 ha. Đây, chỉ là cửa hàng 50 cân Quý Châu ha, 277 quốc lộ 56 đường Dương thị trấn Ngai Dao huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Rồi mà kết thúc video tại đây ha, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.